Ở đây người ta cho sơ đồ biết E và F đều là hợp chất hữu cơ no. Mà trở chỉ chứa nhóm chất este được tạo thành từ axit và alcohol trong phân tử có số nguyên tử carbon bằng oxy. Đây là mấu chốt của bài toán. E và Z có cùng số nguyên tử carbon. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý. Ở đây để cho là Me bé hơn MF. Như vậy ở đây thì giả sử E chúng ta là este2 đơn chức. Như vậy nó là C2H4O2. Đây chắc chắn là phải là E rồi. F chúng ta bây giờ sẽ là C4H6O4. Bởi vì để cho nó chúng ta là hợp chất hữu cơ no mà thở, đúng không? Chứ chứ chất este. Thằng này hai chất thì thằng này sẽ là, thằng này đơn chất thì thằng này là hai chất. Rồi. Và để cho là gì? Z có cùng nguyên tử carbon, Z có cùng nguyên tử carbon. E và Z có nguyên tử carbon, như vậy. Từ đây sẽ ra Z chúng ta có 2C. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta coi thử. Chúng ta dựa vào phản ứng đầu tiên đi. E chúng ta thì chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất thôi. Đó là gì? Đó là HCOO CH3. Thì X bây giờ sẽ là HCOO Na. Y là CH3 OH. F của chúng ta là C4H6O4. Ta dùng bữa nào H thì chúng ta sẽ thu được và Z. Ở chúng ta đã biết được nó là HCOO Na. Vì este đây là este hai chất. Đúng nha. Mà x chúng ta là đơn chất. Như vậy nó sẽ đi từ hai góc HCOO HCOO. Tổng chúng ta đang là 4C. Như vậy nó còn lại đây là CH2, xin lỗi 6C. 4C và 6H, còn lại CH2 CH2. Khi đó giá chúng ta là CH2 CH2 OH OH. Tiếp tục của chúng ta đó là Y. Y của chúng ta. Y của chúng ta đi tới dùng với HCl. Y đâu? Y là CH3OH. Nếu như vậy là chúng ta giả định giả sử ngược rồi. Như vậy Y phải là HCONA. Còn thằng này phải là X. Được chưa? Như vậy ở đây mình sẽ làm lại cái đoạn này. Y chúng ta là HCOO Na. Thì nó mới tác dụng được với axit, khi đó nó sẽ tạo thay là HCOOH. Rồi. Bây giờ X của chúng ta đã biết rõ, X chúng ta là CH3OH. Như vậy đây người ta cho chúng ta là gì? Thằng X này là gì? Là đơn chất. Như vậy F của chúng ta là hai chất. Như vậy nó sẽ có dạng đó là COO CH3 COO CH3. Đúng chưa? Và còn lại ở đây của chúng ta có 4C 6H2O, đủ 4 ô đủ rồi. Như vậy thằng này đủ. Thì giá chúng ta sẽ là COO COO Na Na. Đó là một chốt. Đây là Z. Z này. Tổng thùng lại này. Đây là X này. Tí chúng ta nhìn cho nhanh. Y này. T này. Rồi. A này. F này. Tí nhìn hơi bị nhanh luôn. Bây giờ chúng ta đến cái phát biểu A. Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên. À, cái này là sai. Chỉ có một công thức thôi. À, B, hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất. E và F. Như vậy chúng ta coi thử. E chúng ta công thức đơn giản nhất là CH2O. Còn thằng này là CH. Ở đây không chia hết cho nhau. Đúng không em? E và F có cùng công thức đơn giản nhất, sai. À, C đốt cháy Z thu được Na2 Na2C3CO2 và nước. Giấy đâu?
Như đây. Ở đây chúng ta sẽ không thu được nước vì trong vest chúng ta không còn hero. Như vậy sai. AD. Từ X điều chế trực tiếp ra CH3COH. X là CH3O. Đây. CH3OH chúng ta sẽ đi tác dụng với CO. Sẽ điều chế trực tiếp ra axit acetic. Đúng. A. Nhiệt độ sôi của T cao hơn so với C2H5OH. T là axit. Đang đi là ancol. Axit thì nhiệt độ sôi cao so với ancol là đúng rồi. Vì nhiệt độ sôi là axit lớn nhất này. Lớn hơn ancol. Lớn hơn M lớn. Lớn hơn M bé. Đó. Như vậy đây chúng ta có hai cái đúng. Chọn A. À.